muốn giữ mạng thì bỏ đồ xuống hết, nếu không thì giết sạch hết. Chạy mở cửa. Nguyên Lai, dám ra đây giật đồ, có muốn chạy à? Cái thằng anh trộm kia còn chịu buông đá xuống mình chịu nói hả? To kìa, dám tới khu vực của chúng tôi ăn cướp hả? Ta chỉ vì đói bụng quá chịu không nổi nên mới lấy đồ ăn thôi. Ồ, ý ngươi là tới đây tìm đồ ăn chứ không phải giật đồ ăn cái gì? Có gì đâu mà cười, đói quá chịu không nổi thì giật đồ ăn thôi, nếu cá giả ai mà đi làm giật chứ. Bây giờ ta đâu phải giật người nghèo. Ờ, nó cũng có lý lắm hả? Hắn nói như vậy là cùng chí hướng với chúng ta rồi đó hả? Ờ hả, phải á. Cùng chí hướng, không lẽ các người cũng là giặc? Ha, đúng vậy, người đoán trúng rồi đó. Đứng dậy đi. Không sao cái gì? Người ta gì hả? Ta kêu là Chu Nguyên Chương. Ta là Thang Hòa, đây là Nhị Ca Kim Ngân Báo, đây là Tam Ca Hồ Đại Hải đó. Ừ. Ê, sân dịp ngươi cũng không có chỗ đi, hay là thôi chúng ta lên nói làm giặc đi. Được. Xuân Đào, có gì như chữ thơ? Đã bắt được tên cướp chưa? Còn chưa, nhưng mà em nghĩ Kim Ngân Báo đại ca đã nhất định đã sẽ bắt được tên cướp đó mà. Tiểu thơ à, họ đã bắt được tên cướp rồi. Ồ, thì ra các ngươi quen với đám người khiên kiệu ha. Dĩ nhiên rồi, họ là người của Mã Gia Trang mà. Phải đó, Mã Lão Gia thường hay cho chúng tôi mượn lương, nếu không các anh em trên sân trại đã cháy hết từ lâu rồi. Các vị đại ca đã bắt được tên cướp hả? Ê, người mình đó mà, chỉ liệu làm thôi. Tiểu thư của cô không sao chứ? Dạ không. Tiểu thư nhà cô đi đâu vậy? Dạ đi lễ chùa Phật Quan Âm đó mà. Ờ, để chúng ta hồi tống nha. À, dạ đi làm phiền anh nhiều. Còn một tháng nữa là đại thọ có 60 tuổi của Lão Gia ta. Ngươi và các anh em sẽ tới uống rượu mừng nha. Được, chừng đó anh em tôi nhất định sẽ tới mà, để chúc thọ cho Mã Lão Gia đó mà. Tiểu thư, Kim Ngân Báo đại ca để nó đưa mình một chặng. Chúng ta đưa tiểu thư một chặng nha. Được. Được mà. Đi đi. Vì đơn thân độc mã tính làng Âu Giang chạy tới khu vực của ta ăn cướp, người thiệt là to gan lắm chứ. Nhưng mà vậy, La Hắc Hổ này biết anh hùng trọng anh hùng. Đây, thử cho người đó. Đại ca, thử cho người đó, uống đi. Uống đi. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi mà. Uống đi. La trại chủ, ta hạ không có lòng làm giặc. Thiệt sao? Xin nói thẳng, Chu Nguyên Chương này phiêu bạc khắp nơi, là vì muốn tham gia nghĩa quân, là một tiểu chốt tiên phong. Hả? Bọn ngươi muốn làm nghĩa quân sao? Vậy ngươi có bản lãnh gì đây? Ta hạ tự biết mình tài hèn sức kém, nhưng mà mắt thấy nạn đói khắp nơi, thay vì chết đói, sao không xả thân bảo vệ quốc gia? Tốt, có chi lớn. Ta không dám. Tôi nghĩ phòng tội nghĩa này rất có nhiều hảo hán, bất đắc dĩ mới làm trộm cướp. Nếu như mình có thể nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ làm ra việc mà. Sẽ làm ra việc? Không sai. Bây giờ thiên hạ đại loạn, ai nấy đều có lòng xua đuổi giặc hồ. Tại sao mình không thừa cơ hội này cùng nhau đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chứ? Tâm bại. Nghĩa làm như vậy, nghĩa là biểu anh em ta đi nạp mạng thôi. Quốc gia hương vong, thất phu hộ trách, sao gọi là đi nạp mạng chứ? Trại Hắc Hổ này tổng cộng mới có 200+ người, biểu họ đi đối phó với hàng ngàn hàng vạn quan binh, vậy không phải đi nạp mạng là cái gì? Chỉ cần mình có ý chí, lấy một chọi 10, liên kết anh hùng hào hán, hàng ngàn hàng vạn quân nguyên lại có gì đáng sợ? La trại chủ, ngươi không cần phải lo lắng nhiều, huống chi cứ ở chỗ này đó có phải là thượng sách chứ? Không đâu, người dám dạy đời La Hắc Hổ này hả? Đại ca, anh đừng nóng được như vậy. Ê, hắn không có ý dạy em đâu. Tâm bậy, ta mặc kệ hắn có ý hay vô tình,
coi tướng của nó chắc là dạng tới vô hoàng phụ phái tới. Ngươi đâu? Dạ. Lời ra chém. Dạ. Để anh qua đây đợi. Lời nói của hắn cũng không phải là vô lý đâu. Coi tướng của hắn không giống nhân tới của triều đình đâu. Nếu thiên tin thì sao? Ngươi lấy cái gì để bảo đảm? Anh lấy đâu em để bảo đảm? Ê đại ca à, võ công của hắn không tệ đâu, giữ hắn lại sao có để cho mình đó? Hả? Không biết võ công sao? Ngươi nói ngươi biết võ công. Được. Thì bây giờ hãy thử đấu với ta. Đúng rồi, đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Sợ đó, lại lên. Lên đi. Đánh đi. Lên đi. Lên đi. Vô đi. Đánh 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 đi. Ngươi còn võ công gì thì thi triển ra đi. Để một lát nữa ta không nới tay đâu. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đại ca, nới tay. Sao hai đứa bay xin cho nó? Đại ca muốn thử võ công của nó thôi. Em thấy không cần thiết phải lấy mạng nó mà. Đúng vậy đại ca, tha chết cho nó đi. Nghĩ tình hai người xin cho người, nên ta tha chết cho người. Người đâu? Dạ. Dám nói vào phòng củi để chờ xét xử. Dạ. Dạ. Anh Hà, anh Hòa. Mở cửa đi, tôi đưa đồ ăn cho nó. Dạ. Chú đại ca, đừng có sợ, là chúng tôi nè. Thì ra là gì đại ca? Tôi mang đồ ăn cho anh ăn, anh ăn đi. Chai rượu thuốc này đem cho lên vết thương nha. Ơn nghĩa cứu mạng của hai vị đại ca, Trung Nguyên chương này suốt đời xin ghi nhớ mãi. Ê, sao lại nói như vậy? Cái thằng lá khổ thì là không phải là người. Nếu không phải nghi tình anh em với nhau, bữa nay ta đã ra tay rồi. Chú đại ca, bữa nay những lời mà anh nói ra tôi rất đồng ý. Thay vì chết đói ở dọc đường, sao không xả thân về nước chứ? Thay vì cướp của giết người, tại sao không đi giết chó không cậu? Lão Tàu, em nói có đúng không? Tưởng em trên cái vấn đề này sao? Mình làm sơn tạc công việc bắt đầu chỉ thôi. Rất mừng khi thấy hai vị đại ca cũng nghĩ như tôi vậy. Mình thiệt có cùng chí hướng đó. Ba đứa mình hay là cùng nhau ra ngoài dựng thiên hạ đi. Được. Tốt. Ê, hay là tối nay nha, được không? Lão Tàu, tối nay đưa Trung Nguyên Chương đi. Đừng bao giờ làm vậy. Bây giờ đã căng thẳng mà. Nếu như mình bỏ đi chỉ làm hư chuyện thôi. Nghe em nói đi, ráng nghiện thêm vài ngày nữa. Tôi cũng tán thành ý kiến của hai người. Hơn nữa tôi không muốn liên lụy tới hai vị đại ca. Dài hơn nữa tốt hơn. Thì mình quyết định như vậy. Quyết định vậy đi. Tôi ra ngoài nha. Bảo trọng. Bảo trọng nghe. Thật cảm ơn Bồ Tát phù hộ cho Trung Nguyên Dương giữ được tánh mạng. Lần này lại có nai tơ đi ngang rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ có một đám gia quyến Mông Cổ đi ngang. Lần này nếu như tới tay ta, không những được chia tiền chia bạc, không chừng còn có đàn bà nữa đó. Ai chịu đánh tiên phong đây? Tôi đây. Ai chịu đánh tiên phong, để một lát nữa sẽ theo thằng Hòa, thằng Hải xuất phát. Dạ. Đại ca, mấy tên Mông Cổ mà thôi, cần gì hai người họ đánh tiên phong chứ? Cứ cho đại một thằng đi là được rồi. Vậy phải ai đi? Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương. Tốt. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội,
hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.